Sau khi đưa Diệu Nhi trở về, hệ thống lại nói cho tôi biết sản phẩm đầu tiên của Tông Sen cũng là của nhà tôi. Chị Nhi tiếp giúp tôi xem tôi có chỗ ở nào gần thành phố ma thuật không. Tối nay thiếu gia là một hay hai người? Tất nhiên là một mình. Này này thiếu gia, anh không mạnh mẽ lắm nhỉ? Tôi tưởng thiếu gia có thể đưa cô bé tên là Quách Diệu Nhi về. Chị đang nghĩ cái gì đấy? Đây mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng không phải là loại người như vậy. Xem ra thiếu gia ngươi thật sự động tâm rồi. Vậy tôi phải làm một việc để có được sự ưu ái của bà nội trẻ tương lai trước. Chị làm gì vậy? Tôi cảnh báo chị đừng làm gì cả. Ha ha, tôi sẽ không làm loạn đâu. Thiếu gia yên tâm, tôi chỉ muốn sắp xếp điều kiện điều trị tốt hơn cho bố của cô Quách. Thiếu gia có một đội ngũ chuyên gia nước ngoài. Tôi sẽ tìm thời gian để họ kiểm tra sức khỏe toàn thân cho bố của cô Quách, xác định phương án điều trị tốt nhất. Vậy thì tốt quá. À mà, đúng rồi, thiếu gia có một bộ bất động sản ở Tông Sen bên bờ sông Hoàng Phố. Nếu thiếu gia muốn biệt thự, vậy thì có thể phải xa hơn một chút. Cũng được, chị mau gửi cho tôi địa chỉ, tôi có thể tự đi qua. Tôi nhìn vào vị trí của ngôi nhà và lập tức lái xe đến đó. Tông Sen là tòa nhà nổi tiếng trong nước. Vị trí chỉ là một trong những ưu điểm của nó. Điều nổi tiếng nhất là cái giá khiến người ta giật mình. Đi theo thang máy lên tầng cao nhất, khi tôi nhấn khóa vân tay để mở cửa, căn phòng hơn 400m², tầng phẳng lớn cao cấp nhất liền xuất hiện trước mặt tôi. Hệ thống, căn nhà này đáng giá bao nhiêu? Tổng diện tích nội thất của ngôi nhà này là 427m². Đơn giá hiện tại khoảng từ 260.000 đến 300.000. Nhưng ngôi nhà này được đặc biệt xây dựng riêng cho bạn, cho nên cũng không cần trả một xu nào. Sao lại không tốn tiền, người khác tặng à? Tập đoàn Tông Sen là của bạn. Chủ tịch tập đoàn hiện tại là gia đình cô Nhi Tuyết. Nhưng nếu bạn muốn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, những cổ phần đó có thể được trả lại cho bạn bất cứ lúc nào. Ha ha, không cần nữa, không cần nữa. Hãy để chị ấy tiếp tục quản lý. Này, để tôi tiêu tiền cũng được. Nếu để tôi kiếm tiền, có lẽ chẳng bao lâu nữa tập đoàn này sẽ sụp đổ. Ngôi nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tôi tắm một cái rồi nằm trên giường. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Hiện nay, rất nhiều ngôi sao lưu lượng truy cập đều dựa vào Weibo để hỗ trợ sức nóng của họ. Nếu bạn muốn hoàn thành nhiệm vụ cấp phép giai đoạn 1, mở tầm nhìn của bạn, có vẻ như đây là một cách rất tốt. Đúng rồi, hệ thống, nếu tôi mua Weibo, có phải sau này tôi có thể tùy chỉnh lượng truy cập theo ý muốn không? Ký chủ, đây là gian lận. Tôi kiên quyết coi thường hành vi này của bạn. Trên thực tế, nếu bạn thực sự muốn thông qua phương pháp này, hoàn toàn không cần phải mua nó. Bởi vì mạng lưới trái đất không có rào cản nào đối với tôi. Tôi có thể thay đổi dữ liệu theo ý muốn. Vậy bạn giúp tôi nhé. Tôi từ chối, nhưng nếu trên mạng xuất hiện những lời lẽ không tốt cho bạn, tôi có thể giúp bạn chặn nó ngay. Vậy cũng được. Tiêu Phong, cậu ngủ chưa? Chưa đâu, đang định ngủ đây. Có phải ngày mai bạn sẽ về thành phố Giang Nam không? Chắc vậy, vài ngày nữa là kỷ niệm trường cũ trung học của tôi. Tôi định quay lại thăm cô giáo, bạn học của mình. Vậy được rồi, vậy chúng tôi chỉ có thể đến lúc đó ra tạm biệt bạn. Sao vậy? Không thể gặp tôi, bạn trông có vẻ rất lạc lõng. Được rồi, đến lúc đó tôi sau khi xong việc ở Giang Nam, tôi sẽ cùng bạn đi thăm bố bạn. Tôi đã liên hệ với một số chuyên gia quốc tế rồi. Nó sẽ giúp ích cho bệnh tình của bố bạn. Cảm ơn, tại sao tôi cảm thấy nợ bạn ngày càng nhiều? Xem ra sau này tôi thực sự chỉ có thể làm việc cho bạn để trả lại những ưu đãi này. Ha ha ha, không sao đâu, tôi muốn vậy mà. Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi, nếu không sẽ dễ bị rụng tóc. Sáng mai tôi sẽ về sớm, đợi tôi về rồi mới liên lạc với bạn. Được rồi, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Tôi đặt điện thoại xuống, một mình cười ngốc nghếch nhìn trần nhà. Mặc dù bố mẹ tôi đã lên sao Hỏa, nhưng cảm giác này của tôi bây giờ có vẻ rất tốt. Xin chào, để cho tôi ngủ thêm tí nữa, con lợn lời biếng nên dậy rồi. Sao cậu dậy sớm thế? Đã 8 giờ rồi. 8 giờ sao, vẫn còn sớm mà. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, cho dù là lúc đi học, cuối tuần cũng không bao giờ thức dậy trước 10 giờ. Vậy thì bạn không dậy sao? Dậy rồi, hôm nay tôi về Giang Nam rồi, đừng nhớ tôi quá nhiều nhé. Tôi sẽ không nhớ cậu đâu. Hừm, không để ý đến bạn nữa, tôi đi luyện đàn rồi, tạm biệt bạn. Diệu Nhi cúp máy rồi gửi một tin nhắn, trên đường cẩn thận, tôi biết rồi. Tâm trạng vui vẻ, tôi đi theo thang máy đến gara để xe. Nhưng khi tôi nhìn thấy xe của mình, tôi liền nhăn mặt. Chỗ đậu xe bị chặn bởi một chiếc xe thể thao Porsche 918, trị giá 14 triệu đô. Và phía bên kia là bức tường. Nếu không di chuyển chiếc xe đó, tôi sẽ không thể ra được. Thế hệ giàu có bây giờ đều không muốn sống nữa phải không? Uống xe như vậy mà còn dám lái xe. Trong lòng tôi mơ hồ bùng cháy một cơn giận dữ. Gần đây năm nay chuyện như vậy không có gì lạ. Một số thế hệ giàu có sau khi say rượu lại đua xe trên đường. Cuối cùng bản thân không chết, ngược lại là hại chết không ít người vô tội. Đối với những người này tôi vô cùng ghê tởm. Những người này thường có người chống lưng. Trong trường hợp bình thường, bồi thường một chút tiền sẽ được thả ra sau vài năm tù. Mặc dù trên mạng có rất nhiều lời chỉ trích, nhưng cũng không thay đổi được gì. Mau dậy ngay. Mày là thằng quái nào? Dám làm phiền lão tử ngủ. Người thanh niên rõ ràng vẫn chưa tỉnh rượu. Khoảnh khắc lắc cửa xe, một mùi rượu nồng nặc bốc ra từ bên trong. Di chuyển xe của bạn đi. Chặn xe của tôi rồi, chặn thì làm sao? Mày không có chân à? Không lái được thì không ra được. Ha ha, tôi sẽ cho bạn một cơ hội nữa. Di chuyển xe ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Uống rượu lái xe, bị bắt phạt mấy năm tù hẳn là sẽ rất tốt. Nhà tù ha ha, mày nghĩ mày là ai? Lão tử nếu thèm ra đấy thì làm sao? Xem mày có thể làm gì, trừ khi mày làm hỏng xe của tao. Đó là một ý hay. Tôi cũng tức giận, nhìn quanh một chút, đi về phía tủ cứu hỏa cách đó không xa. Có một cái rìu lớn ở đó. Ở tập trước,
Tôi gặp một thằng đã ngu còn thích làm màu, dám chặn xe của tôi, thậm chí còn thách thức đập vỡ xe của anh ta nếu tôi có khả năng. Tôi nghe vậy liền cười. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy yêu cầu rẻ tiền như vậy. Nhìn quanh một lúc, tôi tìm thấy một cái rìu chữa cháy lớn cách đó không xa. Tôi bước tới và đá vỡ kính. Lấy cái rìu ra. Trọng lượng này khá thuận tay. Mày muốn gì? Chiếc xe này của tao giá 14 triệu. Đập vỡ mày có bồi thường nổi không? Ồ, 14 triệu thôi mà. Cho dù là đập vỡ 10 cái thì sao? Tôi đi tới trước xe, liền vun rìu chặt xuống. Sau khi tăng cường thể chất gấp đôi, sức mạnh của tôi trở nên đáng sợ. Cái rìu này bổ xuống, suýt nữa thì đập vỡ toàn bộ cửa xe. Mày điên rồi, cầm mồm đi. Ánh mắt lạnh lùng của tôi làm cho hắn một câu cũng không dám nói. Một vài phút, một chiếc xe cực kỳ sang trọng giờ đây đã biến thành một đống sắt vụn dưới chân tôi. Tuyệt vời, mày muốn chết à? 14 triệu phải không? Đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển qua cho bạn ngay bây giờ. Mày biết bố tao là ai không? Tôi đều cần biết bố bạn là ai. Nhưng tôi biết, miễn là cảnh sát biết bạn lái xe trong tình trạng say rượu, không chỉ bạn sẽ gặp rắc rối, bố bạn cũng sẽ gặp rắc rối. Cho dù hắn là ai thì cũng vậy. Thời đại hiện tại đã sớm không phải là quan chức ban đầu bảo vệ lẫn nhau. Một tay che bầu trời thời đại, miễn là có bằng chứng, không ai có thể đứng trên luật pháp. Tôi khuyên bạn nên tự bảo vệ mình. Tốt nhất đừng để tôi đích thân đưa bạn đến đó. Đã từng có một nữ chủ xe mà Maserati vì say rượu lái xe, lấy đi nhiều sinh mạng trẻ. Tôi không phải là siêu anh hùng, nhưng điều tôi không thích nhất là loại người này. Tôi bước nhanh đến trước mặt hắn ta. Bây giờ thanh toán thiệt hại của người trước đi. Mày muốn làm gì vậy? Đừng nói nhảm nữa. Tôi rút cái ví ra khỏi người hắn ta, tìm thấy một thẻ ngân hàng. Sau đó tôi gọi Nhi tiếp chuyển cho hắn 14 triệu. Không thành vấn đề, 2 phút sẽ thanh toán. Quả nhiên không quá 2 phút, điện thoại di động của Tạ Hữu Bằng nhận được một tin nhắn. Trong tài khoản của anh ta bỗng nhiên có thêm 14 triệu. Chuyện này thật hay mơ, đập vỡ một chiếc xe còn trả hàng chục triệu. Mặc dù tôi cũng có một gia đình giàu có, nhưng cũng không làm được chuyện như vậy. Hơn nữa, tôi biết hầu hết các anh chàng nổi tiếng ở đây, nhưng tại sao tôi chưa gặp anh ta? Xe hỏng hết rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Tôi vừa giải quyết xong chuyện của hai chúng ta rồi, bây giờ tôi sẽ xử lý việc lái xe khi say rượu của bạn. Tự mình đi, hay để tôi gọi cảnh sát? Cái gì? Đừng quá đáng, tôi không làm hại ai cả. Tộc mạch không có kết thúc tốt đẹp. Có vẻ như anh vẫn chưa nhận ra mình đã làm sai điều gì. Cũng được, vậy hôm nay tôi sẽ lo thêm một lần nữa. Tôi thấy vậy cũng không nói nhiều, tôi trực tiếp lấy điện thoại di động ra và gọi số 110. Lúc này một người trẻ tuổi mặc quần áo đẹp vừa đi xuống nhìn thấy cảnh này. Xin chào, cho tôi chụp vài bức ảnh chỗ xe này. Anh bạn, anh đập vỡ cái xe này à? Đúng vậy, tên Tạ Hữu Bằng này nửa đêm say rượu liền đậu xe ngang trước chỗ đậu xe của tôi. Nói lý lẽ với anh ta đi, hắn nhất định lý đầu. Kết quả là tôi đập tàn nát như này. Tuyệt vời, anh bạn, nhưng mà giá xe này không rẻ đâu. Ít nhất cũng phải hơn 13 triệu, anh xử lý việc này không sai, nhưng nó không đáng. Ha ha, tôi không bao giờ quan tâm đến giá cả, cho dù là 100 triệu, tôi cũng có thể bồi thường. Lời nói vừa rơi, điện thoại của đồn cảnh sát cũng được kết nối. Sau khi mô tả đơn giản, bên kia nói sẽ đến ngay lập tức. Tôi cất điện thoại, Tạ Hữu Bằng đã chết lặng, bạn đã sẵn sàng để bị xử phạt chưa? Nhưng mà lúc này, người thanh niên lúc này đã ghi lại tất cả hình ảnh hiện trường và đăng lên mạng chỉ trong vài phút. Video này nhanh chóng được xem trên mạng. Chúa ơi, hơn 10 triệu. Thổ hào, chiếc xe này coi như là nối tốt cho tôi. Chúng ta lãng phí nhiều thế nào? Mấy anh em có thấy người này quen không? Chiếc Maserati kia là xe của Tổng Giám Đốc Lâm. Cái này tôi biết, Lâm Tổng là Lâm Tổng. Đó là hoạt động bình thường rồi. Ngay cả hiệu trưởng Vương cũng thừa nhận mình bị anh ấy lấy tiền đè bẹp rồi. Tên ngốc này cũng coi như là đụng phải tấm thép rồi. Tất cả những ai ủng hộ Tổng Giám Đốc Lâm, trừng trị tên lái xe sau khi uống rượu đều nên theo dõi cẩn thận. Gã này phải bị xử phạt. Ngay sau đó một chiếc xe cảnh sát đã đến nhà để xe dưới hầm này. Ngửi mùi rượu nồng nặc, mấy cảnh sát liền nhíu mày. Tới bây giờ mà vẫn còn mùi nặng như vậy. Cái này ít phải uống 7-8 chai. Ngay cả khi không kiểm tra, cũng có thể trực tiếp mang đi được. Này anh bạn, vừa rồi là bạn báo cáo vụ án. Phải, là tôi, chúng tôi sẽ xử lý việc lái xe khi say rượu của anh ta. Nhưng chuyện chiếc xe này, yên tâm, về chuyện cái xe này, vừa nãy tôi đã bồi thường cho anh ta đầy đủ rồi, đủ để anh ta mua xe hoàn toàn mới. Nhưng tôi em rằng sắt vụn này phải làm phiền bạn xử lý một chút. Chàng trai trẻ thật tuyệt vời, để bày tỏ lời xin lỗi của tôi dự định quyên góp 10 triệu cho đồn cảnh sát của bạn, để giúp cảnh sát có thêm nhiều trang bị tiện nghi. Cái gì, cảnh sát các anh không chấp nhận quyên góp à? Tất nhiên không phải rồi, tất nhiên, nếu tôi từ chối, tôi sợ tối nay cục trưởng có thể giết tôi. Văn phòng đã lâu không được cải tạo. Vậy làm ơn đi với chúng tôi đi, chúng tôi còn phải làm một bản khai báo nữa. Về vấn đề quyên góp, giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân nói chuyện với bạn. Vậy đi thôi. Cái này cũng được sao? Tôi tưởng mình giao rồi. Nhưng so với người trước mắt này, chính mình hoàn toàn giống một kẻ ăn xin. Bên này ở đồn cảnh sát, cục trưởng nhiệt tình cầm tay của tôi và đưa tôi ra. Tiêu Phong, bạn thực sự là một thanh niên xuất sắc của giới trẻ hiện nay. Nhưng Tạ Hữu Bằng đó vì không có tiền án, vì vậy ngoài hình phạt phạt tiền và đình chỉ bằng lái xe, theo quy định chỉ có thể tạm giam anh ta nửa tháng. Đồng chí cảnh sát, các anh vất vả rồi. Cậu bé đó dựa vào sự giàu có của gia đình mình, tưởng cái gì cũng có thể lấy tiền giải quyết. Lần này là bài học cho hắn. Tôi rất hài lòng với cách xử lý của các anh. Về phần đóng góp của tôi, chỉ là giúp một chút. Nhóc, sau này cậu có thể xử lý được thì cứ làm thế. Riêng tôi lớn hơn cậu vài tuổi, bạn gọi tôi là anh Chu. Tôi thực sự cảm ơn rất nhiều vì 10 triệu đô của cậu. Với số tiền này, chúng tôi có thể yêu cầu thêm một số xe cảnh sát, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường lực lượng cảnh sát. Có thời gian nhất định cậu phải đến đây.
Tôi mời cậu ăn bữa cơm. Chắc chắn rồi, nói lời tạm biệt với lão Chu. Nhưng vừa ra khỏi cửa tôi đã nhận được điện thoại từ Nhi Tuyết.